Đây, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay em có về được một cây máy bắt vít Denton. Denton có model mã là DK-IS2140. Thì cái Denton này như thông số của nhà sản xuất ấy thì được có rơi vào tầm 330 Newton trên mét đây. 330 Newton trên mét, sử dụng nguồn pin 21V, cơ Brunswick không trở than. Số vòng tua là 2.300 vòng trên phút. Đập 330 Newton trên mét, sử dụng pin lithium. Pin thì nó có thể dùng chung pin với các model của máy Makita chính hãng. Đây, hàng Denton bảo hành chính hãng, thị trường Việt 6 tháng này. Nó rất là nhiều cái công nghệ mới, công nghệ motor không chổi than này, rồi là bảng điều khiển thông minh hiển thị số nha. Hiển thị thay đổi lực xiết và cài đặt số vòng quay khi vặn. Tốc độ lực xiết vòng quay, dung lượng pin được hiển thị trên màn hình LED nhé. Rất là nhiều công nghệ tiên tiến. Có màn hình LED chiếu số đây. Đây, cái buôn ông máy bắt vít Denton của chúng ta đây. Thì cái này thì nó có một loại là dùng đầu buôn ông. Còn cái cây của em đang cầm đây là đầu bắt vít, đầu bắt chuyên vít. 330 N, sử dụng trung pin Makita 18V luôn. Thiết kế của nó cũng rất là gọn và đẹp, có màn hình hiển thị trên này thông số ở đây, tăng giảm này tùy chọn, smart control panel báo pin, đầu được sơn rất là đẹp này, chỗ này đánh bóng đầu nhôm cao cấp, sử dụng trung pin Makita 18V. Đây, em có quả pin pin Makita 18V này. Okay luôn. Đây, báo pin 69% hiển thị số luôn, rất là hay. 330 Newton. Có hai cấp nhanh chậm. Hai cấp nhanh chậm tương ứng với 1.700 vòng và 2.300 vòng. Số 1, số 2. Chỗ này thì trên đây thì bàn phím LED này chúng ta có thể cài đặt được cái mức lực để chúng ta siết bu lông nha, rất là hay luôn. Denton rất nhiều công nghệ, từ 50 đến 330 Newton, cả là từ 50 đến 330 Newton. Mở ra thì có thể nhỏ hơn được luôn. Ba trăm ba mươi Newton, em sẽ để mắc là 330 Newton và bắn vít cho mọi người xem nha. Đây, pin 330 Newton này, sẽ fit vào gỗ nha. Gỗ này thì cũng không phải là cứng đâu, nhưng mà nó khô rồi, gỗ ban nếp đây. Mạnh luôn, nóng cả con vít. Và đây thì em có một con Makita bãi Nhật đây. Con này thì lực nó chỉ 180 Newton trên mét thôi, có mã là TD170D. Này cũng chuyên vít đây. 180 Newton trên mét. Pin thì còn một vạch. Sẽ test cho mọi người xem. Con này thì em cũng để cấp độ nhanh nhất đi. Thì cái này thì tốc độ của nó thì cao hơn, vòng tua nó cao hơn, nó lên đến 3.600 vòng trên phút cơ, nên là cảm giác khi siết con vít vào thì nhanh hơn. Còn Denton này thì nó chỉ có 2.300 thôi, nên là lực tốc độ siết vít rồi nó chậm hơn, chứ lực của nó cũng rất là khỏe. Trọng lượng của Denton. Trọng lượng của thân máy nó rơi vào 1 kg 1 nha, 1 kg 1 nha. Còn trọng lượng của con Makita TD170 hàng bãi Nhật,
thì nó chỉ có chưa đến 900 gram. Chưa đến 900 gram. Rồi. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi hết video. Hẹn gặp anh em trong những clip giới thiệu máy tiếp theo nha.